Tòa án quận Basmani ở Moscow triệu tập phiên làm việc cuối ngày 24 tháng 3 để nghe yêu cầu từ các công tố viên với 4 nghi phạm liên quan trực tiếp vụ tấn công nhà hát Krokus City Hall hôm 22 tháng 3. Các nghi phạm lần lượt trình diện tòa, đối mặt các cáo buộc liên quan chủ nghĩa khủng bố và lĩnh án chung thân nếu bị kết tội, theo thông báo từ Tòa án quận Basmani. Tòa ra lệnh tạm giam 4 nghi phạm đến ngày 22 tháng 5 và có thể gia hạn tùy thuộc vào thời gian bắt đầu xét xử. Hình ảnh từ tòa án cho thấy cảnh sát Nga áp giải 3 nghi phạm bị còng tay vào phòng kính dành cho bị cáo. Nghi phạm thứ tư ngồi xe lăn, mắt nhắm. Truyền thông Nga đưa tin 4 nghi phạm tên Daledijan Mirojev, Shaida Krami Rajabalijaj, Muhammad Sobi Fayov và Shamsuddin Faridouni. Daledijan Mirojev nói rằng là người Tajikistan. Nghi phạm này cùng Shaida Krami Rajabalijaj được cho là đã nhận tội.